10 luật cấm kỳ lạ và đáng sợ bậc nhất ở Ả Rập Xê Út khiến cho cả thế giới sốc nặng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Đã bao giờ các bạn đi tham quan hay du lịch ở một quốc gia nào đó mà gặp rắc rối ở nơi đó hay chưa? Thì nhớ comment trải nghiệm đó xuống phần bình luận phía bên dưới nhé. Và các bạn thân mến, Ả Rập Xê Út là một trong những quốc gia vô cùng phát triển và giàu có, thu hút lượng khách du lịch hàng năm rất lớn. Tuy nhiên, đây lại là một quốc gia Hồi giáo với nhiều phong tục và pháp luật nghiêm khắc, không chỉ với người dân mà được áp dụng với cả những khách du lịch quốc tế. Điều này có nghĩa là nếu những du khách vi phạm phải những điều cấm kỵ hoặc những luật đã được ban hành thì họ sẽ phải bị ngồi tù hay thậm chí là phải đối mặt với cái chết đấy. Vậy thì đó là những luật cấm khắt khe và đáng sợ như thế nào? Các bạn hãy cùng Kính Lúp theo dõi hết video ngày hôm nay và đừng quên bình chọn cho cái luật cấm bạn cảm thấy ghê rợn nhất nhé. Không để các bạn phải chờ đợi lâu thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video ngày hôm nay. Thứ nhất đó là không mặc quần short tại Ả Rập. Có thể nói, ở nước ta với cái thời tiết nóng chảy mỡ như tầm này thì cứ quần đùi áo cộc mà diện cho mát thôi. Ấy vậy mà sang Ả Rập, nếu mà bạn thử mặc chúng ra đường xem, bạn có thể phải ngồi tù vì trang phục quá mát mẻ đấy đấy. Các bạn biết không, ở Ả Rập từ xưa đến nay đã nổi tiếng là đất nước Hồi giáo, vì vậy người Hồi giáo quy định rất nghiêm ngặt về trang phục. Bất kể ai, dù là khách du lịch thì cũng đều phải tuân thủ những quy định như đàn ông không được phép mặc quần short nơi công cộng. Còn với phụ nữ thì luôn phải vận trang phục trùm kín người. Áo choàng dài đen được gọi là abaya kết hợp với khăn trùm đầu hijab được xem là trang phục bất di bất dịch đối với phụ nữ Ả Rập. Họ luôn phải trùm kín người, chỉ để lộ đôi mắt và với việc để lộ tóc, tay hay là chân, thậm chí là cả ngực là điều cấm kỵ vì có thể khiến bạn ngồi tù hoặc có thể bị quấy rối hay là thậm tệ hơn thế nữa đấy. Vậy nên dù không thích hay nóng chết ngốt thì cũng ráng mà chịu thôi. Thế nên sang đây du lịch, cất vội mấy cái bộ đồ sexy ngay nếu không muốn du lịch trong tù nha. Tiếp đến là một luật cấm khiến ai cũng phải e dè nếu biết điều này. Thứ hai, cấm selfie chụp hình. Các bạn ạ, chụp hình tại nơi công cộng bị nghiêm cấm tại Ả Rập. Theo luật, việc chụp hình có thể gây ảnh hưởng tới quyền riêng tư của công dân. Và nếu như đăng những tấm hình đó mà không được phép, bạn hoàn toàn có thể bị phạt tù, kèm theo đó là một khoản tiền lên tới cả 100.000 đô. Đặc biệt là những địa điểm nhạy cảm như các tòa nhà chính phủ, sân bay, kho quân sự, các cung điện và nhất là chụp cùng các phụ nữ Hồi giáo, nên đừng có dại mà rủ họ vào làm kiểu ảnh kỷ niệm nha. Tiếp theo là một luật cấm mà nghe cứ như đùa luôn ấy. Thứ ba, bị trục xuất vì quá đẹp trai. Ở đây có bạn nam nào tự tin với vẻ đẹp trai của mình thì nhớ comment tôi đẹp trai để xác nhận nha. Và một tin hơi buồn cho các bạn dài đẹp đó là mình nghe nói ở Ả Rập nếu đẹp trai thì cũng có thể bị trục xuất về nước đấy nha. What? Các bạn biết không, vào tháng 4 năm 2013, cả thế giới được phen náo loạn trước hình ảnh đẹp quá hoàn hảo, đẹp không tì vết của ba chàng trai đến từ Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Bị cảnh sát trục xuất khỏi đất nước Ả Rập Xê Út vì lý do quá đẹp trai. Ba thanh niên đang tham gia một lễ hội văn hóa ở thủ đô Riyadh thì bị cảnh sát tóm gọn sau đó tống cổ về nước. Không phải vì lý do phạm pháp mà một lý do chưa từng thấy, đó là vì họ quá đẹp trai mà thôi. Chính quyền giải thích rằng họ e ngại vẻ đẹp quá mức của ba chàng trai này sẽ khiến cho nhiều người, đặc biệt là các chị em phụ nữ mê mẩn rồi sẽ gây ra những chuyện không hay, gây bất ổn an ninh. Ba chàng trai bị trục xuất được xác định đó là Omar Bokhan Agala, hoàng tử Mutai và Imran Abbas Navi. Trong đó thì Omar Bokhan Agala được xem là chàng trai đẹp nhất trong ba chàng trai, với vẻ đẹp không góc chết cùng ánh mắt quyến rũ có thể hấp hồn bất kỳ cô gái nào. Ngay sau khi nổi tiếng, ba anh chàng được hàng tá chị em săn lùng trang cá nhân và gọi là chồng yêu mới kinh cơ chứ. Nhưng sau này, chính chủ đã phản bác lại là không phải vì đẹp trai mà bị trục xuất đâu, chỉ là vì đi nhầm vào một khu vực bị cấm trong lễ hội mà thôi. Thế mà chưa gì dân tỉnh đã nhao cả lên và tung tin mấy anh bị đuổi cổ chỉ vì đẹp. Nhưng mà chả biết lời đồn hay là thật, nhưng mình nghĩ đúng là nhìn thấy ba anh chàng này chắc cô nào cũng chỉ muốn dụng trứng, nhầm, dụng tim chỉ vì chót uống nhầm một ánh mắt mà cơn say theo cả ngày luôn ấy. Nhưng mà đùa thôi, dù sao thì cái tầm Covid này ai đi đâu mà chả be bịt khẩu trang rồi, nên là có đẹp đến mấy cũng chả ai nhìn thấy được đâu. Cơ mà nói gì thì nói, mình nhắc cũng không thừa đâu nha. Có bạn nam nào mà chẳng may sở hữu gương mặt đẹp thì nên cân nhắc việc du lịch ở Ả Rập Xê Út. Nếu mà thông tin này là thật thì có phải là uổng tiền vé máy bay hay không? Cứ phơi mặt ra đấy, lại bị tống cổ về Việt Nam thì đừng có bảo là Kính Lúp không hề nhắc trước nha. Tiếp theo là một luật cấm cũng nghiêm ra phết đấy. Thứ tư, cấm quan hệ ngoài hôn nhân và giới tính. Các bạn ạ, với những mối quan hệ ngoài hôn nhân là bất hợp pháp không chính thức thì có thể bị xử phạt nghiêm trọng tại quốc gia Hồi giáo này. Được biết, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cấm người dân sống chung với nhau trước khi kết hôn. Việc sống thử này, nếu cố tình vi phạm, cảnh sát sẽ ập tới và bỏ tù bạn. Hoặc đi du lịch mà không có giấy chứng nhận kết hôn, một cặp đôi không thể ở cùng nhau trong khách sạn.
Đối với những người đã có gia đình mà tán tỉnh một em nào là vi phạm tội ngoại tình thì có thể bị ném đá tới chết. Ui, sợ chưa? Thế này thì mấy ông nào mà có vợ rồi thì đừng có mà tòm tem nhá. Ngoài ra, việc chuyển giới là bất hợp pháp ở Ả Rập Xê Út. Họ không chấp nhận điều này, cũng vì lẽ đó mà những người chuyển giới khi mà đi du lịch tại quốc gia này sẽ gặp phải rất nhiều rủi ro và khó khăn, thậm chí là nguy hiểm nếu như có những hành động bất thường về giới tính. Nói chung, luật là luật, khắt khe như vậy vì họ muốn giữ gìn văn hóa truyền thống đạo đức của mình mà thôi, nên các bạn hãy tuân thủ nha. Tiếp theo là một luật cấm kỵ khiến các fan của thịt lợn sẽ rất là buồn đấy. Thứ 5, cấm ăn thịt lợn. Các bạn ạ, vốn biết thịt lợn là một trong những loại thực phẩm phổ biến nhất trên thế giới. Tuy nhiên thì không phải tất cả, và đặc biệt ở Ả Rập Xê Út, thịt lợn lại là một điều cấm kỵ. Được biết, khác với những người Hồi giáo Hindu không ăn thịt bò vì thờ con bò, thì người đạo Hồi lại kiêng thịt lợn không phải là vì họ thờ con lợn, mà vì chúng bị coi là một loại thực phẩm không sạch sẽ cho cơ thể. Chúng bị coi là một loài vật ô uế, vì vậy có thể bị cấm ăn trong luật Hồi giáo, và ở Ả Rập nghiêm cấm điều này. Dù bạn chỉ là một du khách nước ngoài thì cũng sẽ nhận phải một cái kết đắng nếu như bị phát hiện. Nó đi ngược lại với đạo Hồi và họ không thể chấp nhận nổi điều này. Trời ơi, bao nhiêu là cái món ngon như là món thịt quay này, sườn xào chua ngọt rồi thì xúc xích chiên vân vân, cấm thế có chán không cơ chứ. Và ở đây họ chỉ ăn các món làm từ thịt cừu và gà là chủ yếu mà thôi. Nên là đừng có dại mà xách theo mấy bịch xúc xích hay là thịt lợn kho cháy tỏi để mà ăn vặt thì cứ liệu thần hồn đấy. Tiếp theo là một luật cấm mà mình thấy cũng rất tốt và lành mạnh. Thứ 6, cấm rượu. Các bạn ạ, rượu là thứ cấm kỵ ở các nước Hồi giáo, đặc biệt là ở Ả Rập Xê Út. Do vậy, việc sở hữu hoặc buôn bán rượu thì đều bị cấm tại đây. Vì vậy, khách du lịch tới quốc gia này phải hết sức chú ý, bởi chỉ cần có mùi rượu trên người là bạn có thể bị phạt vô cùng nặng. Đã có một sự việc khách du lịch người Anh 74 tuổi bị bắt sau khi sử dụng rượu vang. Hình phạt của ông ta phải đối mặt là 360 roi cùng với 1 năm tù giam. Tuy nhiên, sau đó được giảm án bởi tình hình sức khỏe. Và nếu người dân tại đây muốn uống rượu tự do thì phải đi qua biên giới sang Bahrain để đến các câu lạc bộ đêm tại đó. Và với những con sâu rượu mà đến nước này vui chơi thì có khi lại thành nơi cai rượu lý tưởng cho mà xem. Vậy thì các bạn có ủng hộ luật cấm này hay không? Comment cấm rượu xuống phần bình luận nhé. Và tiếp theo là một luật cấm mà mình nghĩ cũng rất hợp lý luôn. Thứ 7, cấm văn hóa phẩm khiêu dâm. Các bạn ạ, cũng giống như hầu hết các quốc gia Hồi giáo khác, tranh, ảnh, sách báo hay là các văn hóa phẩm khiêu dâm nói chung đều bị cấm tại Ả Rập Xê Út. Quốc gia này cực kỳ nghiêm ngặt khi nói đến những lệnh cấm này và không nói chơi khi chúng có thể đưa bạn vào tù hoặc thậm chí khiến bạn bị giết. Những vật phẩm này đi ngược với Hồi giáo và điều đó có nghĩa là chúng gọi là haram. Nếu bạn là khách du lịch đến thăm nơi đây mà tàng trữ những vật phẩm đồ trụy như vậy thì các cơ quan chức năng sẵn sàng mời bạn về nơi bắt đầu ngay lập tức, khỏi cần phải nói nhiều. Thế này thì hết thú vui của bản thân rồi. Và các anh có ý định đến Ả Rập thì nhớ kín lại cái tính ham vui, không lại được bách đi đâu đấy thì khổ đấy nha. Đúng là cứ phạt tù với ăn đòn thế này thì khách ai mà dám làm đấy. Tiếp theo là một luật cấm các bạn cũng cần phải ghi nhớ. Thứ 8, cấm tiệc tùng, ma túy và chất gây nghiện. Nhắc nhở những ai muốn du lịch tới Ả Rập là bạn không nên mong đợi được tham gia bất kỳ buổi tiệc tùng nào tại đây. Không có câu lạc bộ đêm, không rạp chiếu phim, không nhà hát và cũng không có những điệu nhảy vui vẻ hay náo nhiệt. Tất cả phải nhã nhặn, lịch sự và hòa nhã. Ngay cả chơi nhạc ở nơi công cộng cũng bị coi là một hành vi bị cấm ở Ả Rập. Hầu hết các hoạt động giải trí đều được thực hiện dưới hình thức là bữa tiệc tối riêng tư hoặc bữa tối tại nhà hàng ưa thích. Không những vậy, hình phạt cho tội buôn ma túy, chất gây nghiện ở Ả Rập chính là tử hình, chứ không có mong đợi hối cải hoàn lương nào hết. Theo tin từ Tổ chức Nhân quyền, từ đầu năm 2018 tới nay đã có 48 người phải chịu án này. Và thêm nữa, đừng dại dột ngang nhiên chóp chép ăn uống trên đường phố, nhất là vào tháng ăn chay Ramada thì hoàn toàn có thể khiến bạn ngồi tù dài hạn luôn đấy. Quả là rất mạnh tay. Thực sự thì cấm ma túy, cấm rượu bia thì không nói, chứ ngay cả tiệc tùng hát hò hay là ăn uống ngoài trời còn bị cấm nốt thì thú vui quả thực đã mất gần hết rồi còn đâu. Nhưng mà thôi, dù sao thì cũng cần ghi nhớ, không là chết hay ở tù giữa đất khách quê người thì nhục đời lắm. Và tiếp theo là một luật cấm rất khắt khe với nam nữ của quốc gia này. Thứ 9, cấm thể hiện tình cảm nơi công cộng. Các bạn ạ, những cử chỉ thân mật giữa nam nữ trốn đông người ở Ả Rập bị cấm tiệt. Nhắc nhở với những cặp đôi, vợ chồng khi đi du lịch ở Ả Rập Xê Út thì cần phải giữ khoảng cách.
người Ả Rập Xê Út không nắm tay, khoác tay bạn bè hay tỏ tình cảm nơi chốn đông người. Điều này được coi là văn hóa của Ả Rập Xê Út mà phải tuân theo nếu không muốn bị phạt khi đến nơi đây. Hơn nữa, hôn khi chào cũng bị cấm. Ngoài ra, phân biệt nam nữ cũng rất rõ ràng ở đất nước này. Phụ nữ bị trói buộc với rất nhiều quy định được đặt ra và những nơi như nhà hàng, công viên hay những chỗ sang trọng luôn có những lối đi riêng cho nam và nữ chứ không hề bình đẳng như nhiều quốc gia hiện nay. Và cuối cùng là một luật cấm mà những đôi bạn trẻ chắc không hề thích chút nào đâu. Thứ 10. Nghiêm cấm ngày lễ tình nhân. Các bạn biết không, khi mà ngày lễ tình nhân luôn được nhiều nơi trên thế giới chào đón, thì ở Ả Rập Xê Út lại cấm người dân chào mừng lễ tình nhân vì nó không phải là truyền thống của Hồi giáo. Thiệp ngày Valentine, các loại quảng cáo bất kỳ đều bị cấm tuyệt đối, thậm chí là phạt tù nếu có ai cố tình làm trái lại. Ngoài ra là tuyệt đối không được mặc áo đỏ vào trong ngày này. Và bật mí thêm một vấn đề khác mà ít người biết, đó là việc mặc trang phục truyền thống của người Ả Rập nếu bạn là du khách du lịch. Thay vì niềm tự hào và vui mừng thì họ coi đó là điều xúc phạm và chiếm đoạt văn hóa của người Ả Rập. Vậy nên có một vài lưu ý, nếu ai muốn đến Ả Rập thì hãy học cách luôn cư xử nhã nhặn ở mọi nơi, trang phục kín cổng cao tường lịch sự và nhớ kỹ 10 điều kính lúc vừa nói để tránh tai họa nhé. Và các bạn còn biết thêm những điều cấm kỵ gì thì hãy bổ sung ngay để mọi người sẽ cùng biết thêm nha. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 10 luật cấm nguy hiểm và đáng sợ bậc nhất chỉ có ở Ả Rập Xê Út khiến cho cả thế giới sốc nặng. Bạn cảm thấy sốc nhất với luật cấm nào thì comment bày tỏ suy nghĩ cho mình biết nhé. Và nếu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.